Làm gì vậy? Tính đòn nè. Tính đòn nè. Trời ơi. Hello mọi người nha. Đến kênh Kiệt Bắc. Tôi Lưng nè. Hôm nay anh em mình ngẫu hứng quay clip buổi tối mọi người ơi. Ê. Chơi chú kẹt này không? Trai với trai sao chơi? Chẳng hạn nữa. Trời. Trời nữa. Tại nó đang lấy chim mà chắc quá. Đã phải lên khỏi coi nó đang lấy chim cháu. Đang quán nón đâu. Rồi làm gì? Chụp hoa nó. Trời ơi. Ôi, mất hình tượng trên lấy chim hết. Nó lại kệ nó phá nó cho nó không bán được. Đúng không? Ừ. Được không? Trời ơi. Con mắt mày làm gì lỏ kìa vậy? Nào. Nè. Bây giờ vô trống em mát quá. Giờ vô trống em làm sao em nói chuyện nhân viên sao cho người ta không mua luôn. Thì nó đang like mà. Ơi nó đục thiệt à. Không có sao đâu, trừ tiền lương anh em mình tháng này. Bài bậy thôi, chơi ngu quá anh Lương ơi. Trời ơi, không có sợ mày. Mày có mát đâu. Anh bậy chơi ngu quá. Ngu gì mà ngu. Làm gì có lợi cho mình đi. Bây giờ mình vô mình nói chuyện vô duyên sao cho ta mua nón không? Là nó sẽ có thưởng mình á. Mày phải vô duyên, mày phải vô duyên nha. Ngươi mà bản chất mày vậy là mày ừ. Rồi ok, giờ nói chung là anh em mình vô phát kẹt nha mọi người. Nó đang livestream trong phòng á. Làm liếc kìa, từ từ mấy. Từ từ, nôn quá. Mày biết tưởng đi liền. Rồi giờ anh em mình vô phá đó nha mọi người. Vô trống mình quay tiếp mọi người coi. Rồi kính chào mọi người nha. Hôm nay Kiệt sẽ mang đến cho mọi người một cái con game, đó là 68 game bài. Thì đây là con game uy tín nhất hiện nay. Thì nạp rút khá là đơn giản và nhanh chóng luôn nha mọi người. Mọi người bấm nha, muốn nạp tiền mọi người bấm vào nạp tiền. Đó, nạp tiền. Thì các bạn chỉ cần ở đây chúng ta có thể nạp qua ngân hàng, thẻ cào, nạp trực tuyến hoặc là còn rất nhiều cái cách nạp khác luôn. Đó. Thì các bạn rút tiền cũng rất là nhanh luôn nha. Các bạn bấm vào chữ rút tiền ở giữa thì các bạn điền số tiền cần rút vô, rồi các bạn điền thông tin tài khoản ngân hàng vô là chúng ta sẽ rút tiền được. Đó. Thì ở đây thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn nha. Khi chúng ta nạp 100 sẽ được tặng 50k mọi người, nạp 300k sẽ được tặng 100, đặc biệt là sẽ tặng 400k cho những bạn từ VIP 2 từ các nhà cái khác nha. Thì con game này nó có đang có tuyển cộng tác viên nha, không cần vốn nha mọi người. Lương thì từ 5 triệu cộng tới 15 triệu cộng hoa hồng nha. Liên hệ các bạn nào muốn làm cộng tác viên thì liên hệ ở dưới phần mô tả bình luận nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào vô một cái gì đó mình chơi thử cho mọi người coi. Đó, thì mọi người thấy nó có rất là nhiều trò chơi luôn, tài xỉu nè, sóc đĩa nè, tiến lên miền Nam nè, bắn cá, lô đề, bầu cua, bắt cá rát nè, vân vân. Rất là nhiều trò luôn, để mình chơi thử một trò cho mọi người coi nha. Giờ mình chơi bầu cua đi. Đó. Mình muốn chơi bầu cua, bấm vô bầu cua nha, mọi người đợi xíu nha. Để mình, đó, giờ nó lắc nè, giờ mình hít con nào đặt con đó nha. Để mình đặt thử 30.000 con bầu. 30.000 con cá nha mọi người, có đó dễ gì nha. Rồi 30.000 bầu, 30.000 cá nha. Coi có dính không nha mọi người. Nói chung cái này trò chơi nó khá là đơn giản luôn á. Rồi để thầy dở lên coi. Rồi có bầu nha mọi người. Đó, vậy là mình quỳ vốn. Vậy thôi. Đó, thì mình hướng dẫn các bạn chơi sơ vậy nha. Thì bạn nào mà muốn tải game về thì cái link mình để dưới phần mô tả video nha. Rồi chúc mấy bạn thành công nha. Bye. Bản chất của em. Bữa nay là cái livestream cuối cùng nó luôn. Phải không? Mày giác cái đàn đi đâu vậy? Giác cái đàn đi đâu vậy? Đập phở cái đàn. Mày không đập phở cái đầu mày nè. Mày có vô. Hello. Gì nó để? Con nghĩa nè. Để đi ra đi ông coi. Con này nói cái đâu vậy? Vô chơi. Vậy? Chơi gì mày? Là ra đi mua đâu mà để mày đợn luôn đây làm gì nữa. Đợn chơi đợn ngồi mày hôm nay đợn gì ngồi ông á vậy nó đang lai đón mày đem cái đợn mày mát gì tôi ông làm đi con ngồi đây con ghẹo gì ông đâu tôi đang lai sao mày không em ngồi mày đợn đó làm gì không có đợn thiện chuẩn quần nha rõ xíu mà lai chưa nghe hay không mày lai chưa chưa lai mà tôi chuẩn bị lai nè lai đi nghĩa thiệt chứ quần chứ quá bại phòng y với chuồng heo. Nhưng mà có cho tao like không? Ê, nói lại đi. Ê, sao hôm đó nào thấy mày like nhiều lắm, sao nói còn nguyên hả? Vậy cái thằng vẫn vô duyên nha. Nói tất nhiên còn nguyên, còn mới bán chứ hết sao bán.
thứ dòng mua ký bán cái mà. Sao? Như ký 30 ngàn vậy bán 300 ngàn cái. Mua rồi bán đi. Hay quá. Trời ơi, chú xin con mấy con đi ra ngoài chú đi được không? Ôi cho ngồi chơi thiếu con nữa hết. Im nha. Chú lên tao like à. Giờ này chủ nhật ta đi chơi có ai đâu coi vô like mày ơi. Đây mấy thằng không có ghế coi. Không. Quá trời, phòng y như nhà xác nó lạnh chết. Cái gì? Dạ, cái gì? Cái gì vậy? Nó mới lạnh. Nó mới lạnh lên nó hơi. Cái thằng nó vô kiếm dữ vậy. Phòng như vậy sao? Mình kêu im sao mày không im mà mày nói hoài vậy? Chào Nghĩa nè kìa. Thiệt chứ. Kiệt nó đang. Mày đi ra đi hết tao like mà. Ôi sao tao like được? Không có làm nữa đâu. Kiệt nó đang like nón nhà mười. Hello mọi người ai? Không có gì quay quay chơi nè. Dạ sao like được, nhà nó quần như sao like. Quần đó quần. Lại đi, tụi tao im có gì đâu. Tự. Rồi mọi người, hôm nay là mình đúng sẽ quay cứu cưng tính nói quần què quên. Hôm nay qua like là con không nói nữa. Vậy hôm nay quay quay một cái vlog về thằng Kiệt, nghề nghiệp riêng của thằng Kiệt cho mọi người là like nón, bán nón nha mọi người. Rồi, vô cho bài nhạc ơi. Có ai mua. Mày sao? Nhà mày bình tĩnh được không? Người ta bấm vô like là sao? Vậy câu giới thiệu của người ta là phải vậy sao? Câu xin đi lên. Hello mọi người. Vô. Vô, vô kìa, nó kêu vô kìa, đợn, đợn, đợn. Nó kêu vô kìa. Đợi đi nghe. Hello mọi người. Tăng. Hello mọi người đến với lai nón cung kiệt nha mọi người. Tăng tăng tăng. Nhà mày im không? Bẻ tao lai nón không? Có thằng nào coi đâu lai. Tự đang đèn vô tự. Cái đèn vô tự mày không thấy hả? Ai đầu tiên vậy? Nghe kiệt chào mọi người nha mọi người. Có ba người cũng chào mọi người nữa. Rồi cái thằng này cởi tao. Nè 19 người mày thấy không mày? Mẹ 35 người nè. Ờ nó hát Facebook mẹ ơi. Cái gì? Không nổi mày bút tao vậy hát gì? 75 người nè mày. 84 rồi nè. À hello Mai Văn Hào nha. Hello Nguyễn Tân nè. Nghĩa mát mãi đỉnh. Nghĩa mát mãi đỉnh. Hello Nguyễn Duy Cương. Sao có tuổi trống nữa ta? Đừng quần được không? Chết mẹ rồi nãy lò thi nãy gì? Nói gì nhà xác hả? Nãy ừ nãy nhà xác rồi thành lò thiêu mẹ rồi sao nó nực dữ vậy? Trời, để chú lai nón đi. Coi hư rồi đó. Hello 160 bạn đang xem. Mẹ có ma rồi, tự nó mở ra kìa. Trời ơi trời. Cái gì? Nó thiệt. Cái máy lạnh nó phải chạy chứ sao em? Hello Trung Rung Hạ nha. Chư Rung Hạ, Rung Chư... Hạ. Hello Nhân Hứa nè, bán 1 tặng 10 đi anh. Bán cái này chắc lỏ luôn. Lỏ gì? Người nó chịu. 1 ký bán cái mà. Là sao? Ý ý nói 1 ký bán cái là nè. Chỗ đèn bán nón. Cháo nè, nghĩa nè. Nghĩa là kìa. Chỗ em giao được chưa hả? Để coi chủ nhật nhậu cho anh, chủ nhật nhậu nha chị. Sao? Hả? Sao cái gì lỏ lỏ kìa vậy? Đợn đi. Chào Nguyễn Hiếu nha, rồi giờ mình bắt đầu lên nón nha mọi người. Trời ơi trời. Đợn đi. Sao mà cứ mày đòn ngoài đi, mày đòn chỗ này nón qua đi mày đòn vô. Trời ơi nó coi không có ai mua đâu mà. Sao gấu mày? Nó coi. Hèn gì? Nghĩa nó đúng mà, hèn gì nó mà quá trời quá đắt luôn nè mọi người. Nó mà quá trời đắt, không ai mua, đóng luôn. Kẹt. Cái nón gà đằng sau đi anh. Nón gà hả? Chết mẹ, nó bán nón sơn, không có nón gà em ơi. Gà đi. Gà đâu rồi? Nón phụng dưới gà mày ơi. Con nón phụng có nón gà đâu. Ờ, nó có nón gà đâu mà. Nói gì nữa. Nón này bạn. Nón này bàn kìa mà gì vậy? Giá cái nón đang đội đi 30. Bao mũ. Lấy. Ông đó giá lấy nha. Giá lấy. Cháo nè. Cái đó giá lấy. Cháo nè. Cái đó giá lấy. Nón mi lăng nè. 40 nha mọi người. Bao đẹp nha mọi người. Nón có chữ mi lăng. Có bộ mi lăng. À, ai muốn nghe tôi đòn không? Tôi đòn nghe bản nè. Trời ơi trời. Em đừng có nón con ơi con. Chừng nào tôi bán được cái nón với mày. 40. Ký nhiều anh. Tôi kiểu like cho cái người đó. Bạn nào vậy? Không hiểu không anh. Ủa, ảo cho ông vậy nó phá vậy sao bán nón gì trời thiệt chứ. Gặp mấy người mày cũng chết đó. Nghĩa. Lại lấy mạnh cái nón con cạp rồi đó anh coi. Nón gì cũng có hết em ơi. Lại coi, lại lấy cái nón coi nghĩa. Nón cạp á, thằng kia kìa. Thằng kia kìa, mày rắn á. Lấy làm gì nữa. Lấy coi ơi. Trời ơi trời. Để người ta bán đi phá ra ngoài. Ba điếc của này nãy giờ trăm mấy người coi luôn em mua thường.
Mày ơi trời, thiệt chứ giờ có để cho tao like không? Chứ bình thường nó bán cũng có đắt đâu mà. Sao mày đòn hoài vậy? Nè đây mình lên con cuốn xì cho mọi người nè mọi người. Vậy nó này hả? Thôi mày nói tao 30 quá hả hơi? Ba nổi mày. Đáng mắc đủ mày. 25 ngàn. Gì 25 hả? 25 ngàn đó đâu ba chỗ. Đủ. Hai con cu xì, hai con hổ nè. Vậy chỗ anh em mà nhắn tin cho tao 35 mà 30 ngàn mày. Lấy lại 5 ngàn mới chịu. Lấy về có nhiêu đâu 15 ngàn hả mày? Bữa tao thấy nó thiệt chứ. Bữa tao thấy nó còn lại lấy có 15 ngàn à. Đây cu xì nè mọi người, tem mạc đầy đủ nha mọi người. Nè mọi người, cái tem đó một chút ấy đi, tôi cho mọi người coi nó một hộp tem đó đó. Nó về nó bấm vừa. Thiếu một chiếc trời. Kẹp kẹp qua bên, tôi bán nha. Tôi nghe nè. 30 Còn cái nó 75 ngàn. Nhiêu? 75 ngàn. Kệ nó tìm sao? Trời, 45 ngàn. Trái tìm sao cần nghĩa? Trái tìm trơn vậy? Trái trơn vậy? Kệ trơn vậy? Trái tìm ngàn nhiêu? Mày ừ. Nữa. Ừ. Nó lỏ đằng nhau, đằng sau nhiêu danh. Nó bỏ đằng nè. Thiệt chứ. Có thể là sao là để chim cuối cùng. Nghĩa tội nó đẹp á. Ba mọi người nha. Vậy mày hôm nay bán đi làm vậy? Mẹ mày. Chứ mày bán chứ hoài vậy. Chứ để hôm nay nó người quằn hoài. Trời ơi. Nó bán 300 nó 25 ngàn. Nó nào 300? Con nói giá vốn rồi. Vốn nữa mày vốn gì hàng 30 ngàn. Vốn nữa chừng mười mấy ngàn hả? Đọc mày giờ nó 30 bán 300 hả vậy? Chắc tao khùng tao mua hả vậy? Thiệt chứ bán luôn ngày 300 ngàn mà mày nói 30. Thì mày vô duyên vừa thôi, mày trả nó này. Ê nhẹ, nhẹ. Chỗ bán nó, nhẹ. Đâu, ba. Nó có cho giấy khen, bằng khen gì vậy, giấy khen tặng giấy nhất gì kìa. Mua nè. Mua hả? Mua quá. Mệt quá, thì mày không like nữa mày. Cái này đút lót cho hiệu trưởng nhà trường không được cái này nè. Ừ. Ừ. Trời, tao lại mày luôn á. Thì anh thấy học sinh nào mà lớp 10 ở lại mà lớp 11 học sinh yếu mà lớp 12 học sinh giỏi không? Ừ, không có nào phấn đấu được vậy. Dẹp lên đường đại học luôn ha. Chỉ có đúc lót đi ra tao lấy ống không? Tao đang nghỉ mày. Thì mày like đi tao im mày ơi. Mày ngồi chơi đi. Tao chuẩn bị like mày vô vậy sao tao like được? Bấm lên mày nói trời đất không à. Thì giờ mày like đi tao im. Đây, con không nói nữa. Không nói nữa. Tao sợ mày luôn á. Tin con lần cuối đi. Đây nhỉ. Nhé. Anh nghe nói cái mít đó cà hay lắm mọi người. Thôi được rồi con. Của chú. Đừng quá. Ok không? Ê, ở trong phòng máy lạnh mà, ví dụ lâu lâu có tiếng đi. Lâu lâu có tiếng lạ gặp. Nghe tôi quen. Trời ơi, cái phòng máy lạnh mà thích nó mới chịu à. Má nè, gặp coi coi. Dạ. Khùng quá vậy. Cách mẹ lên rồi. Nó luôn rồi. Cứu. Trời ơi. Má, bỏ em đi lần. Má, mẹ kia đi. Má, tôi biết. Trời ơi. Chết mẹ rồi. Má ơi, cái này làm gì ta? Cứu con chú kia. Gì hay? Cho mày chết cha luôn đi. Cúi điều bảnh cúi chết cha luôn đi. Rồi nói trời nói chứ hai tụi bay đi ra, tao lấy nón đi, bữa nay làm ăn đi. Thôi, vậy vậy là vậy vậy đi ra đi, vậy vậy. Thôi anh em mình đi ra, cho nó like đi. Rồi giờ anh em mình ra nha mọi người ơi. Nãy giờ chưa chào mọi người mày. Chào gì mày cũng quá mày. Thì quay cái vlog mày quay lấy nón có gì mày đâu. Mày tao chứ quay cái gì. Phá đâu phá. Gì vậy? Đi ra đi. Chào mọi người, hello mọi người ơi. Hello mọi người, rồi ok ha. Chào hả mày. Rồi giờ anh em mình ra cái nhà mọi người. Đi ra em. Nói đi ra. Tao chân cặp chích kè kè. Gì? Tưởng đâu cán bộ về shipper. Ê nhé. Nhé. Để cho nó like xíu rồi mình vô mình quay nữa. Nếu nữa hả? Ừ, phá nữa. À nữa. Ừ. Rồi, ok. Nó chích mẹ luôn. Ừ, chích mẹ luôn. Ừ. Rồi giờ mình ra ngoài trước mình ngồi chơi xíu nha mọi người, đợi cho nó bắt like lên đi mình ra vô tiếp. Hóa ra cái đó đạo lý. Ừ. Ăn cứ... bà, bán bà nói cái đó đạo lý. Ăn ăn ở chó bà đặt nó nho đúng không? Ừ, nghèo mà bà cũng mấy nghèo hay đạo lý đó. Ừ. Ê. Làm gì vậy? Nó hay gì vô? Nữa. Ủa trời, rất mắc thiệt chứ. Đang quay clip mà. Nó đang lại vậy. Hello, vô hello. Nói chung là cái nón này vô. Là nó full theo luôn mà. Vô không? Gì nữa, ra đi. Vô, tao chưa vô mà. Thằng chú là... Ok. Nó mọi người, để mình quay vòng cho mọi người coi. Đang lại hả kìa. Đó. Kìa. Thì mọi người lấy cái này lên mã đầu trâu nha, giá nó là 180 nha mọi người. Lên mã đầu trâu nha. Ok.
ok mọi người. Chợ bán 20-30 ngàn, đây bán 180 vậy. Tỏi cái thằng này. Đi ra đi. Ôi nhé, để cho like nhé. Trời ơi, thủ đô Tân Bình Thạnh nó bán gần rằng ở ngoài kìa. Mọi người định nó quần chú nữa. Mà nay Tân Thạnh lên thủ đô rồi nha. Trời ơi, giờ sao trời, để bán nó chứ quần hoài vậy. Ôi nhé, để cho like nhé. Đánh kỳ ghê luôn á trời. Anh đi đó buôn bán rồi, quần hoài. Đây lên con cu xì mèo mọi người. Mèo tâm thể nha. Cậu đang like luôn ơi. Chứ mày không thấy à, mày hỏi hoài vậy. Ủa vậy hả, thì biết đâu. Đây con cu xì mèo tâm thể nha mọi người. Sao biết nó tâm thể? Tao nói vậy được không? Không để rồi. Em đi, tao nói, tao bán, tao nói. Dạ không là tứ mà là tam. Đây mọi người, nó có tem nè mọi người, mắc in Italy nha, hai tem luôn nè. Đó, bên đây tem cu xì nè. Trung Quốc nó làm giả mấy hồi. Thì tao có nói nó này chính hãng đâu, tao bán nó Trung Quốc nè. Đâu ta, cái hộp tem đó đâu hả? Nó có một hộp tem đó đó, nó đem nó mai vô á. Trời, cái thằng này nó hoài luôn á trời. Thì chứ nó ra đi mày. Đó, con này 300 receipt nha mọi người. Cái gì? Vậy sao hả mày bán tao 70 ngàn vậy? Lời lời cái thằng này. Lời chừng 230 chứ nhiêu đâu dữ vậy. Má thiệt chứ, giờ tao bán quần hoài vậy. Quần nó quần. Không nói nữa, không nói nữa. Để cho like nha. Lại con lấy 201 rồi mày nói Thôi mày ơi, nói thiệt đi mày ơi. Tắt 201 chứ gì? Tao mới thấy mày bấm tắt like rồi, nói thiệt đi mày ơi. Tắt like rồi, nó thiệt. Tốn nhiêu, mày không lẽ lấy nó này lấy 50-70 ngàn hay gì? Bốn chuột. Nè mọi người, Gucci nè mọi người. Nè Gucci mặt mèo tâm thể nè. Trời ơi, trời, đi ra bốn chuột. Đi. Thôi, con mày nghĩ không like hết. Con ngồi chơi mà. Like đi mày ơi, tao nghe hôm nay mày không like, người ta nói quá trời kìa. Mày khỏi gì mày. Gì đâu. Ai phá nữa đâu. Ai đâu phá nữa mày ơi. Mượn với tính chơi coi phim xét rồi. Đi ra. Coi gì đút con. Thì chú làm gì của chú, con làm gì của con. Mệt rồi. Không ai nữa. Đi còn gì đâu. Sao quần hoài luôn á. Cái phòng vậy là lỡ chết đây biết sao đem ra nữa nè. Chặt nứt nữa mày. Đi ra nè. Vậy chú vậy. Ghẹo nó chút chú chó hả. Ừ mặt bộ ảo kỳ vậy. Bữa nào gặp tụi bay cũng mất chết nữa. Này nó này vậy mày. Nó này như vậy 300. Trời cái thằng này. Má làm như địa đạo Củ Chi vậy ông nội. Thôi nó thông tùm lum mà. Sao mày ra rồi. Tao mày làm gì lưng. Mày ơi dẹp đi. Sao mày phá hoài vậy. Mày muốn gì. Nè đi ra. Ê tôi chuyển mọi người này nè. Tác hại của việc xa vợ lâu nè. Đâu. Nó dính tùm lum nè. Đi ra. Đi. Mày ơi trời ơi lưng ngay lưng. Đi mày đi ra luôn đi. Mày lại đi. Đi ra. Vợ đứng vậy sao ra. Sao mở cửa mà ra. Sao mày quăng hoài với nó. Mày quăng lum vậy. Gì vậy. Mày vô nữa hả. Đi ra. Mày biết nó làm như địa đạo của chị của hiền nào vô được. Đi ôi ra. Con chơi hồi coi. Chơi vậy chú nghĩ like. Giờ mày hết like rồi mà. Mày vô đi phá mày chơi vậy. Nóng mà quăng không thấy đó rồi. Cho con cái nó mày con không. Ừ cho tao cái nữa rồi. Mình nghĩa. Nè nè. Con thẳng cái nè. Đi đi. Đó. Thôi tao đổi cu xì à. Má quần như vậy. Ừ tao đổi cu xì ra mày tâm thể à. Con đổi rộng à. Ừ. Mày vô mày lấy bao nhiêu cái rồi mình lấy hoài vậy. Lấy đâu cái này mua rõ ràng nha. Cái này không ai mua đây. Mút còn lấy nữa rồi. Trời ơi. Nhà mày uống gì mà nói mẹ ăn tiếng đi. Ê ê nghĩa. Nghĩa mấy thùng này giống để. Đựng trà để người tẳng à. Chứ gì. Bán một tí rồi đựng mấy đó đó. Không. Hàng gì nữa. Nói hoài luôn á. Trời ơi chạy cái phòng nhỏ xíu ra ngoài đi. Đi đi. Đi ra ngoài uống trà chơi. Đi con. Chưa ngoài uống trà. Mua mồi ấy. Đi. Ừ đi ngoài. Uống trà cho chết chiên. Ừ đi. Đi ngoài đâu mua luôn. Đưa tiền đi tao nghĩa đi mua luôn. Đi. Đi ngoài gì đâu. Lời nói của chú đéo có giá trị. Ừ. Tạm điểm có giá trị đâu lớn mang nít đâu. Ta nói một là một hay là hai đi ngoài tao mua mồi uống nít. Nói chứ nói chứ lai nó đi mày ơi. Không dẹo. Buồn gì nữa mà lai. Không dẹo nữa đâu. Sợ tụi bay quá. Nhà tụi bay về tao mới lai. Gì? Đâu về đâu. Đâu về đâu. Trời ơi, bây giờ tụi bay có thai cho tao không? Quỳ lại đi, tha liền. Má, mày không nổi mày. Nhá, yeah. Cho em còn keo về. Mày tao dán cái mỏ mày lại đưa tao. Mày đi ra không? Đi ra. Trời ơi, thằng này. Ráng mắt chứ vậy. Đi ra. Ôi, coi chơi chút cái gì ra. Trời ơi, đi ra đi con. Ừ, ra nha. Nghĩa, ở đây chơi với kìa nha Nghĩa. Trời ơi, trời. Rồi. Mình mới quýnh cho trái lựu đạn bỏ trống, tôi bỏ ngay nó trống. Rồi, giờ tôi với Nghĩa khóa nó vậy thôi nha mọi người. Chứ giờ tôi là tới. Bây giờ làm gì vậy? Khùng cái gì? Báo gì? Để ông má ngủ mày ơi.
Má mày sao kìa? Vậy đi mua chó đi hút trà. Má vậy? Đâu? Má đang xích kem. Hút đang xích kem nha mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello hello. Đó. Má thiệt luôn mày đừng mận. Để cháu buôn bán thôi. Thiệt luôn buôn bán là lĩnh ha. Ok không con? Mua thịt chó. Chó không gọi mày tao ăn thịt chó đâu. Kêu một chó. Đánh thiệt. Mấy em nói đưa tiền mua. Hey. Đủ mày á. Nãy giờ tao với Nghĩa quay con mẹ. Tao biết rồi. Phá mẹ. Tao biết rồi, mày phá cái đó mà ai chịu nổi. Ông tiếp luôn điện về. Ủa, đi rồi, sao đóng cửa luôn. Rồi đi cửa sao vô em. Đi thiệt hay gì á. Quẩn gì dữ rồi. Quẩn không cho nó lại. Con này nó mà cho nó quẩn con vậy đó. Nó đi vô quẩn mẹ kìa. Anh kia nó đi vô quẩn. Anh kia nó đi vô quẩn kìa. Mày làm giống này nữa. Nó rồi. Em xong rồi. Nó rồi. Đi ra. Đi ra đi. Đi kìa. Quần con kìa. Đi ra cho cô chú ý ngày bắt đầu quần mày. Đi. Ủa chữ. Ủa chữ. Trời ơi, mày đi vô cửa cũng không lọt luôn mà mày vô mày quậy cho anh cái phòng. Đi về đi. Ủa về đi. Cái phòng đi lũ mũi. Mẹ ơi. Nãy giờ nãy nó vô cái phòng hồ lạnh lạnh nhìn ghê giống nhà xác đó. Nó thúc người lại ngừng video đi quay gì quay hoài. Rồi ok mọi người, hôm nay tôi với Nghĩa thành công. Phá thằng Kiệt không cho thằng Kiệt nó lại nón luôn mọi người. Tôi nè. Tôi Nghĩa nè. Ừ. Nghĩa nè. Ừ. Tôi nè. Thôi. Tôi nè. Không xin chào chào mọi người. Chào mọi người. Tôi. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha, cho một đăng ký nhận anh em mình sắp lấy được nút bạc nha mọi người ơi. Mày nó mát quá. Anh em mình sắp lấy nút bạc rồi. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ. Bye bye. Bye mọi người ơi. Bà nói cái nữa. Luôn đốt nhà. Đốt nhà. Nó đốt nhà luôn. Ok bye mọi người nha, chúc mọi người xem clip vui vẻ. Bye. Bye mọi người ơi.